Rồi, hello, xin chào anh em nhé. Đó thì chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, hôm nay mình lên giới thiệu cho anh em một chiếc Suzuki nha anh em. Đó, dòng này là dòng GSX bản R. Bản S nha anh em, bản S xin lỗi anh em, bản S. Nói về những phân khúc mà 150 á thì cái dòng này gọi là ông vua tốc độ luôn nha anh em nhá. Lên cực kỳ mạnh luôn này. Đó. Chính xác là đăng ký 2018. Đó. 150 anh em nhá. Chi tiết này. FI xăng full. Đó, hệ thống có két nước là mát này. Đi đường xa bao uy lực nhá. Đó, Suzuki. Dòng xe này nó lên những cái dòng Raider rồi xe chia này, anh em thanh niên hay chạy thì biết rồi. Đó, nó chạy cực kỳ ok nhá. Dòng này mô tô thì nó chạy nó không bị quăng xe giống như mấy dòng nhỏ đấy đâu. Đó. Con này thì hiện tại đang được đăng ký biển Kiên Giang anh em nhá. 68 này. G165786, biển số cũng rất là đẹp luôn nhá, Kiên Giang. Con này thì có vô thêm cho anh em một cây bô nổ luôn này, SC anh em nhá. Đó. Cổ inox luôn. Đó. Cặp mâm được sơn màu xanh rất là đẹp này. Đó. Đĩa trước đĩa sau đầy đủ hết nhá. Đó, dòng này là dòng yên 2 tầng. Đó, tầng trên tầng dưới ngồi cực kỳ khỏe luôn này. Đó, màn hình thì LCD hiển đấy. Hiển thị hết thông tin lên trên màn hình luôn nha anh em. Đầy đủ hết thông số rồi cây số này. Đó. Cực kỳ đẹp nhá. Đây anh em. Dàn áo thì chưa có một vết chày nào đâu nhá. Đó. Đi sâu vào dàn chân một chút xíu này. Đó, dàn chân này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, ốc tán chưa có vần gì sét nào luôn này. Đó, đầu lòng còn sáng trưng. Đó, bây giờ mình test máy cho anh em mình nghe này. Cực kỳ vê luôn nha anh em, SC mà. Đó. Cực kỳ uy lực nhá. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc bản S này, đó thì anh em cứ bình luận phía dưới. Đó, hoặc nhắn tin cho mình nhá. Đây anh em, cửa hàng mình còn rất là nhiều cái dòng xe luôn. Có mua bán trao đổi, có ship xe tất cả các tỉnh nhá. Đó, anh em cần mua bán xe gì thì cứ bình luận phía dưới giúp mình nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.